chiên nghỉ. Xin chào các cô chú anh chị và các bạn, hiện mình đang có mặt tại ấp Trung Ba, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang mình nghe các bạn. Thì hôm nay á, mình đi qua đây là đi vô cái chỗ là các cô là làm từ thiện, mà từ thiện này là cái từ thiện tự phát do dịch ơi Covid mà ra nghe quý vị. Là các cô trong đây á là may khẩu trang, mà khẩu trang mình may là bằng vải nha quý vị, nhưng mà khẩu trang này á, là các cô may là cho miễn phí. Là cái trong trường hợp là đang là đại dịch thì bên đây người ta sẽ làm miễn phí khẩu trang bằng một hình thức này nha quý vị. Thì hôm nay mình vô đây là có là các cô là sẵn các cô đang may luôn. Bà Sáu nha quý vị và các bạn. Bà Sáu là đại diện bên cái khu vực là từ thiện này và cơm nước cứu trợ đồ từ lưa cho tôi múc thùng luôn. Dạ. Vậy là cái bên này mình làm khẩu trang này, là khẩu trang này là mình may được lâu chưa bà Sáu? Tháng mấy rồi? Một tháng mấy nha. Từ ngày nghe cái vụ đó cái đây có giải sẵn đi cứu trợ đó, cái mai liền tới giờ đó. Ban đầu ít rồi biết bà con đâu cùng bữa nay ít rồi chứ mười mấy ngày cục người nấy này. Vậy ha, là từ ngày nghe cái dịch ECOV là khoảng một tháng mấy này hả bà Sáu? Mấy đó. Là mấy cô này cũng làm với mình là mấy một tháng mấy này ha. Làm không nhà trăm người mấy cô. Không có chút nghỉ ngơi được chứ. Dạ, là một ngày như vậy là mình đổ khoảng là mình làm ra được bao nhiêu cái khẩu trang này bà Sáu? 300 mấy, có khi 400 mấy. Đông như vậy mà làm chỉ có 300 mấy thôi sao? Chắc, rồi dắt, rồi mai thung vô. Dạ, rồi con. Rồi 3-4 khâu. Dạ, cho con với bà Sáu đi lại đây coi, dạ. Coi mấy cô làm như thế nào ra quý vị. Dạ, chứ đâu phải mà đưa ra cái thành cái mai đó rồi ra dắt đổ bên đây rồi mà đưa ra đây mai rồi thôi. Đây là rất đáng quý nè quý vị, là như mình dắt mình may này là các còn trong đây là các cô không ạ? Các cô không đó, dạ. Tu sĩ rồi không? Tu sĩ rồi không á? Tu sĩ của Như Lai không á? Dạ. Tính làm không có có cơm ăn nữa, tôi không nấu cơm chắc gì luôn. Không nấu cơm. Dạ. Đây là cái cô là những cái nguyên liệu này. Đây mấy cô giáo này về hưu, cô giáo đó cũng về hưu vậy không? Đây làm giấy tôi làm tháng mấy rồi. Làm tháng mấy rồi đó chú. Làm lâu đó xong quay cho tôi. Lâu lắm rồi. Nhớ rồi, nhớ rồi chú. Cái này dày rồi ha bà Sáu. Này dày lắm rồi. Đây là tấm lòng của các cô các gì ở bên đây nha quý vị. Nhưng mà mình theo mình nghĩ thì cái khẩu trang này là chỉ dùng là khẩu trang vải, cho nên là nó cũng không có khả năng kháng khuẩn, nhưng mà nó hạn chế được cái số vi khuẩn nó lan nha quý vị. Là như là mình có ác xì hơi đồ á, mà lỡ mà có bệnh đồ thì nó cũng có dính đây, nó cũng không có bay ra ngoài. Nhưng mà cái số lượng các cô làm này thì nó nói chung ra là thì một ngày cũng 300 mấy cái mà đủ cho không bà Sáu? Ăn ơi chiều lên hết rồi. Đúng vậy đó. Đủ đâu trên á. Đây tới chiều là hết rồi đó ha. Đây chinh từ sáng tới chiều dài 50, 100, 200, 300 gì tính đấy, điện lại xèo. Các bệnh viện nữa chứ. Bệnh viện cũng xin luôn. Bệnh viện Châu Đốc, bệnh viện Yên Tân nè, mấy chỗ xin rồi bên nhà thuốc Tư Hoan, bên chỗ nào cũng xin. Nhà thuốc này, thuốc kia người ta đi vào. Quá quý luôn nha các bạn, cái này là rất là quý luôn. Như là cái nguyên liệu này của mình là mình mua hay là sao bà Sáu? Cái này của cái gì đó mà cho. Của người ta cho ha. Cái gì đó gì cái khuôn hả? Tạo á. Rồi cho để may đồ đi cái chợ, nhưng mà cái này nó không mà được. Rồi cái tiễn lại để làm này. Rồi tiễn lại làm cho máy xe tải luôn ha. Đúng rồi. Dạ. Cái này bắt đầu lửa lại nè, còn cái nào ta đi có chợ được cái này nó mềm dễ chịu. Dạ, mềm nó dễ chịu ha. Dạ. Nó có dày chắc nó ngột chết luôn bữa. Còn đây là nghe quý vị, là cái khẩu trang như vậy thường thường ở ngoài thị trường là một cái khẩu trang như vậy á, là mình nghe nói mà mình cũng có mua luôn rồi, là một cái như vậy là 15.000, nhưng mà bên đây á, thì các cô á, là từ thiện là hoàn toàn là miễn phí, người giúp công người giúp khổ, thì một số người ta như Mạnh Thường Quân đồ á, người ta có giải rồi người ta sẽ cho các cô giải, là chỉ cho máy mai, cho máy dắt gì từ luôn cho hết luôn ha. Nó là cái khẩu trang là mang vô là như vậy nè nghe quý vị. Đó.
trang này mang cũng rất là êm, nhưng mà mình không biết là nó có kháng khuẩn được như khẩu trang y tế hay không, nhưng mà mang vô đây rồi thấy cái hơi thở của mình nó cũng bình thường, nó không đến nỗi là nó ngột. Mình rất êm, mình xài cái này là êm. Đó. Cái này á, mình có thể mình tận dụng là mình xài rồi mình có thể mình giặt lại nữa được nữa. Còn khẩu trang y tế là tháo ra rồi là giặt bỏ luôn. Này bà giặt không, bây giờ cứ giặt ở đây coi nó bự quá. Thật ra bà con nhiều lần hôm qua cũng đưa lên trên bệnh viện cái gì giặt. Cô Mai vậy, cô nhắm chừng là cô Mai một ngày là bao nhiêu cá không cô? Được. Từ 200 mấy. 200 mấy ha. Trở lên 300. Mình nên ngô một người á ha. Không, mình chỉ gắt không nhiều khâu, qua nhiều khâu. Gắt vậy là được 200 mấy 300 ha. Cô Mai ở đây lâu chưa? Lâu rồi, tháng mấy rồi. Dạ, từ ngày mà 6 khởi nghiệp là cô là vô Mai luôn đó ha. Dạ. Rất là quý nghe quý vị. À, ở đây là cái khu vực An Giang của mình là ngay cái chùa là An Hòa Tự, là chùa của thầy đó nghe quý vị. Dạ. Thì bây giờ để con kéo bà Sáu đi qua đây coi con mấy cô này cắt ha. Là mình vẽ hết vậy đó hả bà Sáu? Vẽ hết vậy, cắt cho nó mau. Dạ. Ở đây làm cũng như là già rồi, mình không có công chuyện gì làm thì mình vô đây mình kiếm thuốc ha bà Sáu. Vô đây kiếm chút về xứ. Dạ, kiếm chút về xứ. Đây là mình đây cũng cô giáo, cô giáo, giáo nha. Cô về ra mà về thu cô này làm gì tới mình vẽ vậy đây hả bà Sáu, mình vẽ rồi cái mình cắt cái là được một cặp ha. Thì thấy nó cũng đơn giản nhưng mà công phu lắm nha quý vị. Ba ba không nha. Đạp lại rồi mới vắt sổ lại mới được ra được cái khẩu trang vậy, vắt sổ được. Rồi như là cái kinh phí là của mấy cô ở đây như là mình may đồ rồi như máy may đồ rồi chỉ đồ rồi cơm nước rồi sao bà Sáu ơi. Ta cho hết trơn, chỉ có cơm thì tôi gia công nấu, cũng bà con cũng đem má cho này kia cũng có tiền nữa. Em mua đồ ăn. Mua đồ ăn ha. Vậy thôi chứ không có thì ai có gì cho nấy, rau cải bí bầu gì cũng tàu hũ thì ăn tàu hũ không đâu có gì đâu. Dạ. Thương không có để cho muối tiêu. Dạ. Chứ không quẹt. Không quẹt thì đâu được nhiều. Khẩu trang này là mình làm ra là hoàn toàn là mình cho miễn phí hết. Miễn phí không có đồng nào cho. Miễn phí. Dạ. Nói giờ không có đồng nào cho. Dạ. Từ hôm nay là bà cô bên đây là Mai luôn ha. Mai hết trơn. Dạ. Rồi cái vàng mai này ở đâu mà có mà mình gom lại được nhiều vàng mai quá bà Sáu. Đi xin mấy chỗ quen đó, xin với người ta gửi người ta cho nấc luôn. Vậy ha, vàng mai này là người ta cho mình luôn. Dạ. Mai dắt lỗ rồi. Dạ. Dạ. Mai từ cái khẩu trang luôn nghe quý vị, là mai cái khẩu trang em bé cho đến cái khẩu trang người lớn luôn. Dạ. Là một ngày là mai ra được 300-400 cái nhưng mà cái số lượng là không đủ cho luôn. Mình cũng rất mừng. Dạ. 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 Một đống giải này là người ta cho mình đó ha. Không đó, dạ. Qua chở về bển bớt một đống nợ luôn đấy. Dạ. Vậy hiện giờ bên cái mình làm cái này hiện giờ là bên mình có thiếu thốn cái gì không bà Sáu? Bây giờ không có thấy thiếu gì, cũng không có thiếu đây gì đâu, nhưng mà có cái giờ qua bển nó còn chút xíu đó thôi. Giờ qua bển á, giờ qua bên kia mình cũng mai vậy luôn á. Mai vậy luôn. Mà hiện giờ là bà Sáu nó thiếu chút xíu là giờ bên bển là mình thiếu cái gì là sao? Vì mình là lót gạch rồi này kia đó. Dạ. Mới lót gạch đất rồi 3-4 căn gì mà còn mới lót 2 căn. Mà người ta căn. Cũng làm từ thiện không mấy ông, người ta làm từ thiện không, bữa nay là người ta đi cắt lúa. Dạ. Chứ làm từ thiện không à, cô chỉ lo ăn uống này kia, ăn cà phê, cà pháo, cơm nước này kia. Vậy là cái này là mình cũng thuộc cái chùa An Hòa Tự bên bển đó không bà Sáu? Đúng, dạ. Cô nằm ở trong từ thiện xã hội của Trung ương. Là bên thành phố Hòa Hảo mình đó ha. Đúng. Dạ. Cô làm mấy chục năm nay rồi, mà ta đi mổ mắt đi cứ chợ một năm 12 tháng, cứ chợ 13 lần. Vậy à? Giết cô muốn đi luôn. Quá tốt cô. Là năm nào cũng vậy, năm nào cũng chợ quá trời, mà Trung mà Bắc gì chỗ nào cũng có đi.
Vậy là hiện giờ là bên mình là con hỏi lần lần nữa là có thiếu gì không? Về giờ khẩu trang này là không có thiếu gì, về máy móc hay là vật liệu là không có thiếu rồi không bà sao? Là người ta hỗ trợ cho mình hết rồi ha. Ừ, dạ, còn mấy bà. Nhiều lắm rồi, giờ cái ăn uống mà chút xíu thì bà con cũng đóng góp, cô này cũng mới cho bao gạo rồi mà ai mới cho bao nữa. Dạ. Không rồi ăn đầy đủ của mình dân ông nấu. Dạ. Thiếu chút đỉnh thôi, không có gì. Vậy chứ bà Sáu tu chung đây rồi, bà Sáu tu rồi bà Sáu làm gì mà có tiền mà. Ừ, vậy con cháu nó cho. Nó cho. Ừ, dạ. Nó cho. Nó mô như Đà Phật. Vậy yeah, bà Sáu có giàu lắm ha. Dạ. Rất là quý nha quý vị. Có tiền, có khỏi bà... cháu. Nó 80 tuổi rồi hả bà Sáu? Sinh năm 39 nhiêu tuổi? Nó cơm cho trẻ hay không đó? Ừ, nấu cơ. Ở đây ít nha mọi người làm nấu là nấu cả trăm người nữa, 70 người, cả trăm người. 80 tuổi mà còn rất máy mạnh nha quý vị. Quá đã rồi. Rồi đưa bệnh nhân đi, rồi đi cất nhà từ thiện, rồi làm cầu, làm cống, rồi làm tứ tử. Cất nhà luôn đó bà Sáu? Sao không, đi giao nhà hoài á, giao nhà từ thiện, cực, ăn gian, rồi đúng. Và cái cơ sở này là cái cơ sở tự phát nha quý vị. Cái cơ sở tự phát là qua cái đợt dịch này là có cái đợt dịch này nó mới phát lên như vậy. Nhưng mà mình nằm ở trong chùa, bên tự thiện xã hội của chùa, của trung ương. Nhưng mà cần cái gì thì mình giải quyết được vậy. Dạ. Không có gì mình góp sức nha. Ừ, góp sức rồi mình cho bà con đồng đạo đây hay ta tới ta làm. Người làm này, người làm kia. Vậy đó mình giúp với bà con trong lúc có khó khăn. Thì ở bên Đồng Tháp nãy đi qua bển mấy đứa em tôi đi đám tang nó nói mua không có mấy khẩu trang. Dạ. Sao bà không điện nữa? Bên đây tôi có, qua tôi cho. Có, mà đem theo có mấy mười mấy tấm gì đâu biết đâu. Vậy à, vậy là. Trong qua bển đâu. Dạ. Nó nói đi mua không có, nó nói đâu biết đâu. Dạ, một tấm lòng của bà Sáu rất là lâu thuận và tốt nha quý vị. Ở đây là cũng có chợ nhiều lắm, cứ năm nào cũng đi thường xuyên đi suốt luôn. Dạ. Chỗ nào mà mình lục bảo thì kêu mà Trung mà Bắc gì cô đi hết nước Việt Nam này chỗ nào cũng có. Dạ. Cái Campuchia, Biển Hồ, Lai Láng gì cũng thứ đi lên tới dạ. Mà con nghe nói cái này nha bà Sáu. Sao? Đất bà nhiều lắm là bà bán mà bỏ vô trong từ thiện này hết luôn rồi hả? Bán bao lô bánh sáu hết rồi. Trời trời. Bao lô hay là bao người ta? Nói vậy chứ bà Sáu mà không có vậy đâu nghe quý vị. Đất bà Sáu là nhiều dữ lắm. Nhưng nhiều mà gom, gom hết vô. Bây giờ là đã gom hết vô từ thiện rồi. Mình nghe nói, mình nghe cái con chú ở đây nói. Bà giống thôi. Dạ. Sạch sẽ rồi. Dạ. Mình biết là cái này thì nó không có thể nào mà nó ngăn được cái con virus. Nhưng mà nó rất là tốt là được cái là nó hạn chế nha quý vị. Nó hạn chế. Ừ, nó đỡ cho mình chứ. Nhà nghèo đâu có mấy người đi bán mua một chiều lên ta, ta đi dệt lại xin cho con, cho cá cũng xin đều đều. Nhóc luôn cũng quá trần luôn. Dạ. Mà người ta nói mua không có. Mua không có. Ra lại cho cứ người 58, 16. Mai ra không đủ. Cái người ta giải người kia nó không đỡ, nó đỡ cho bà con cái giờ hoàn cảnh vậy giờ sao vậy? Bây giờ là nó trong nhà bò nghèo 4-5 người, 5-7 người lấy tiền trong người bán mua sống người ấm quá thế. Có nhiều đứa nó nói nhà kiếm vài chục ngàn bạc không có nữa, cái nghiệp biết như đó, bởi cái vụ này nó ảnh hưởng gì? Dạ, thì bây giờ mình làm được như vậy là quá tốt rồi bà Sáu ơi. Thì làm cái gì được làm. Quá tốt rồi. Tôi nói bà con mình là ráng làm đi vậy rồi. Rồi cũng đi, lúc sau thì cũng đi. Lúc sau cũng đi với bà Sáu. Rồi bây giờ mình đi về rồi qua đây với bà Sáu. Đó là được, là trong đây là được. Hiện giờ là mình được 2, 4, 5, 5 cái máy nha bà Sáu. 5 cái máy mài, 1 cái máy xuất khẩu. 6 cái máy mài, 1 cái máy xuất khẩu. Đưa về bánh hết 4 cái rồi. Đưa về bánh nha. Hiện giờ bên bánh có ai mai không? Chưa, mới dọn về bánh rồi, chưa xong mà. Dạ. Muốn đi bánh cho biết. Dạ. Đi đây, sau hè chùa mình nè. Sau hè chùa luôn nha. Ừ, à, có chút xíu gì. Rồi rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bánh luôn. Mai mốt rồi, 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 có qua ghé bánh. Là mai mốt là bên, mai mốt là bên đây là giờ qua bánh hết luôn hả bà Sáu? Đúng rồi. Dạ. Ừ. Hả? Dạ. Đi qua cho biết rằng mai mốt mấy chú có qua ghé thăm cho khẩu trang. Dạ dạ dạ. Thôi chỉ mấy cô nói là bên bển không có ai nha quý vị cho nên thôi mình ở đây với bà Sáu luôn vòng vòng thăm mấy con.
cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 45. Mới 45 rồi ha. Rồi ở nhà mình không phụ giúp gia đình gì sao mà mình vô đây mình may cô? Cũng có phụ gia đình. Dạ. Một bán giúp sáng vậy đó. Dạ. Sáng rồi chị chưa bán ra ăn chợ, hay chợ đó. Dạ. Chị chưa có chừng 11-12 giờ tan chợ về vô đây mai. Dạ, vô đây mai ha. Đúng chỗ phố ha cô? Dạ. Dạ, các cô ở trong đây thì ai cũng dĩ hết đó ha. Dạ. Dạ. Có hai dòng người thì rảnh rỗi thì ta lại sớm. Dạ. Không có mặn thì việc nhà ta lại sớm. Dạ. Mặn thì việc nhà. Dạ. Rất quý nha, con cảm ơn con nha. Dạ. Cái miếng này cũng ai ăn khẩu trang luôn á bà sao? Dạ. Cũng êm lắm. Lựa ra để mà cái khẩu trang này thì làm phải nói là chất lượng luôn đó nha quý vị. Như y gan như là người ta bán không khéo bận này mà không chất lượng bận này, tại vì cái này mình may tới 3 lớp lận. Chất lượng.